đến với bài đánh giá về mẫu xe VinFast Value, một trong những mẫu xe nằm trong phân khúc xe đô thị hạng A cỡ nhỏ của VinFast. Và đây là một trong những mẫu xe ra mắt cùng với thời điểm của những mẫu xe VinFast Lux A và Lux SA 2.0. Và chúng tôi cũng đã có cái dịp chia sẻ với các bạn về bài đánh giá về mẫu xe VinFast Lux A và Lux SA 2.0. Nếu như các bạn muốn tìm lại cái bài đánh giá đó của Auto Việt Nam của chúng tôi thì hãy tìm lại ở trên danh sách phát với cụm từ khóa là đánh giá Lux SA 2.0 hoặc là đánh giá Lux A 2.0 của Auto Việt Nam, hoặc có thể click vào đường link ở góc phía bên phải màn hình ngay bây giờ. Quay trở lại với chiếc xe VinFast Value, một trong những chiếc xe trong phân khúc hạng A xe đô thị ở tại thị trường Việt Nam. Và đây là một trong những mẫu xe đầu tiên của VinFast sản xuất ra cùng thời với những mẫu xe VinFast Lux A và Lux SA 2.0. Chiếc xe này đến thời điểm năm 2020 thì nó đã đạt được những con số thành công rất là đáng tâm phục. Và ở trong phân khúc hạng A bây giờ tại thị trường Việt Nam, mẫu xe VinFast Value đã được những người tiêu dùng Việt Nam đón nhận một cách rất nồng nhiệt. Và đó cũng là một trong những cái tín hiệu rất đáng mừng dành riêng cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, đặc biệt là với VinFast. Mẫu xe này nó có gì hay ho và tại sao nó lại có cái doanh số bán hàng ấn tượng đến như vậy và chiếm được những cái cảm tình của những người tiêu dùng Việt Nam đến như vậy, mà nổi tiếng chúng ta là những người mà thích những cái mặt hàng tiêu dùng nhập ngoại, xính ngoại. Với chiếc xe VinFast Value thì tôi cho rằng nó có một cái sự khác biệt hoàn toàn so với những mẫu xe trong phân khúc hạng A hiện nay ở tại thị trường Việt Nam. Nếu như kể tên tới thì chúng ta phải nhắc tới đó là Hyundai i10, Kia Morning hay là Toyota Wigo, Honda Brio cũng vậy. Những mẫu xe mà đã có tên tuổi và có nền tảng thương hiệu sẵn ở tại thị trường Việt Nam. Nhưng VinFast Value thì phải cạnh tranh với những đối thủ rất là mạnh như vậy. Thì chiếc xe này nó có những gì? Đầu tiên tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về cái khả năng vận hành của mẫu xe VinFast Value với một cái khối động cơ 1.4 lít. Nếu như so sánh với những mẫu xe ở trong phân khúc hạng A hiện nay thì mẫu xe VinFast Value đang có một cái cấu hình động cơ gần như là lớn nhất ở trong phân khúc. So sánh tham chiếu với những mẫu xe ở trong phân khúc hạng B như là Toyota Vios hay là Hyundai Accent, những mẫu xe mà chúng tôi đã có những cái dịp chia sẻ ở cái bài đánh giá trước. Và nếu như các bạn muốn tìm lại cái bài đánh giá như vậy, các bạn hãy click ở góc phía bên phải màn hình hoặc có thể tìm kiếm với cụm từ khóa là đánh giá hoặc so sánh mẫu xe Hyundai Accent và Toyota Vios. Quay trở lại với chiếc xe VinFast Value với một cái khối động cơ 1.4 lít thì chiếc xe này nó có một cái khối động cơ gần như là tương đương với những mẫu xe trong phân khúc hạng B. Và nếu như so sánh với những chiếc xe trong phân khúc hạng A hiện tại thì VinFast Value đang có một cái cấu hình động cơ lớn hơn rất nhiều. Và thậm chí nó còn lớn hơn cả những cái mẫu xe kiểu dạng A cộng B trừ như là Mitsubishi Atlas hay là Kia Soleto, những cái mẫu xe mà chúng tôi cũng đã có cái dịp chia sẻ với các bạn rồi. Cấu hình động cơ lớn thì nó sẽ đem lại cho các bạn một cái trải nghiệm vận hành, nó sẽ là một cái điều gì đó nó hào phóng và dư dả hơn so với những mẫu xe có cấu hình động cơ nhỏ. Và các bạn thấy không, nếu như các bạn đều chân ga di chuyển với dải vận tốc trung bình và thấp ở trong đô thị từ 60, 50, 40 đổ xuống, các bạn sẽ cảm nhận được là mẫu xe VinFast Value này nó có một cái trạng thái vận hành nó rất là mềm mại và mượt mà, dư dả. Nói chung là nếu như mà chúng ta di chuyển đều đặn ở trong phố thì tôi cho rằng là với một cái khối động cơ như VinFast Value là đủ dùng. Còn nếu như các bạn tăng tốc đột ngột ở những dải vận tốc khoảng tầm 40, 50, 60, các bạn tăng tốc lên, đạp sâu chân ga thì các bạn sẽ nhận ra rằng là cái mẫu xe VinFast Value này nó đem lại cho các bạn một cái trải nghiệm vận hành nó khá là nhanh nhẹn so với những mẫu xe cùng trong phân khúc hạng A. Các bạn có thể thấy đấy, đó, rất nhanh. Cái khả năng vận hành nó khá là thông thoát và đem lại cho cá nhân tôi một cái trải nghiệm nó khá là hào phóng. Kết hợp với một cái cụm hộp số vô cấp thì chiếc xe VinFast Value ngay cả khi các bạn tăng tốc đột ngột hay các bạn di chuyển đều đặn đều chân ga, nó vẫn đem lại cho các bạn một cái trải nghiệm vận hành nó rất là mềm mại và nó mượt, độ êm. Và cái trạng thái của động cơ khi mà các bạn vận hành, các bạn đều chân ga hay là các bạn tăng tốc đột ngột thì cái khối động cơ của VinFast Value nó vẫn đem lại cho các bạn một cái trạng thái nó rất là êm, độ rung lắc nó thấp. Và đồng thời cái tiếng máy nó khá là tròn, nó không bị đánh thép như mẫu xe ở trong phân khúc. Và nếu như so sánh với chiếc xe Hyundai Accent thì tôi cũng đã chia sẻ với các bạn rằng là chiếc xe VinFast Value này nó có một cái khả năng vận hành cũng như là động cơ nó khá là tròn so với những mẫu xe trong phân khúc hạng B hiện nay. Các bạn có thể nghe rõ ràng tiếng máy
của chiếc xe VinFast Vanille này. Tuy nhiên đó là một cái trạng thái tiếng ngồi nó rất là tròn và ngọt. Đó, các bạn có thể nghe thấy nó là rất là tròn và ngọt. Ok. Còn nói về cái hệ thống treo của những chiếc xe trong phân khúc hạng A và hạng B thì những mẫu xe thuộc dạng bình dân như này thì nó đều được trang bị một dạng hệ thống treo kiểu MacPherson ở phần phía đằng trước, dạng thanh tầm xoắn ở phần phía đằng sau. Kiểu dạng hệ thống treo này thì nó cũng rất là bình dân thôi, đồng thời là cái chi phí khi mà cấu thành sản phẩm nó thấp, lắp đặt, sửa chữa đơn giản. Tuy nhiên thì nhược điểm thì tôi cũng đã chia sẻ rồi, khi mà chúng ta di chuyển ở trạng thái là không đủ tải và đi qua những mặt đường xấu hay là những cái gờ giảm tốc như thế này đó, hay là những cái nắp cống, hay là những cái phần ổ gà trên mặt đường thì các bạn sẽ cảm nhận được đó. Hay thì các bạn cũng có thể là cảm nhận được những cái cú sóc, cú thúc vào lưng và cái độ cứng của hệ thống treo một cách rõ rệt. Đấy. Tuy nhiên thì cái ưu điểm của nó là khi mà chúng ta di chuyển ở trạng thái là đủ tải ở ngoài đường trường, giải phân cách cao thì cái phần hệ thống treo này nó sẽ đem lại cho các bạn một cái sự cứng vững và một cái sự chắc chắn khi chúng ta vận hành. Đó, rất là cứng đúng không ạ? Điều này cũng rất là dễ hiểu thôi, chiếc xe nào trong phân khúc hạng A nó cũng vậy, không thể nào tránh được. Tuy nhiên thì tôi cũng đánh giá cao cái phần vô lăng của mẫu xe VinFast Vanille. Nó đem lại cho tôi một cái trải nghiệm vận hành nó khá là mềm mại và khá là linh hoạt khi chúng ta di chuyển ở những giải phân tốc thấp ở trong nội đô, thường xuyên lấy lái như này. Đấy, rất là nhẹ, có thể vận lái bằng một tay mà thôi. Bởi lẽ vậy đây là một trong những cái mẫu vô lăng rất là phù hợp khi mà chúng ta cầm lái mẫu xe này di chuyển ở trong nội đô, nhất là đối với các chị em phụ nữ cần có một cái mẫu xe nó có một cái khả năng vận hành linh hoạt. Di chuyển đi qua những con ngõ ngách nhỏ, nó nhẹ nhàng, nó không nặng, nó đơn giản, gọn nhẹ. Ra đến ngoài đường trường với cung đường Đại lộ Thăng Long, một trong những cung đường rất quen thuộc của Auto Việt Nam. Và với một cái cung đường này thì các bạn cũng biết rồi, nó có một cái độ ma sát, độ nhám rất lớn. Chạy ở những giải vận tốc trung bình và thấp khoảng tầm 60 km/h hiện tại chúng tôi đang di chuyển thì các bạn cũng có thể nghe thấy những tiếng ồn rõ rệt ở dưới mặt lốp, hay là những tiếng ồn mà trong quá trình chúng tôi di chuyển thì nó ma sát với không khí ở phần phía bên ngoài của phần xe. Tuy nhiên thì nếu như các bạn vừa lái xe vừa bật nhạc thì tất cả những tiếng ồn đấy gần như là nó sẽ không tạo ra những cảm giác khó chịu. Ở những giải vận tốc khoảng tầm 80, 90, 100 thì những cái tiếng ồn, đặc biệt là những vị trí nhạy cảm nhất, đó là phần phía bên dưới mặt lốp, các bạn sẽ cảm nhận một cách rõ rệt. Điều này thì chúng ta sẽ không thể tránh được ở trên những mẫu xe trong phân khúc hạng A hay hạng B, mà chúng tôi cũng có cái dịp chia sẻ với các bạn ở bài đánh giá mẫu xe Hyundai Accent của Toyota Lotus. Ở những giải vận tốc 90-100 thì những cái tiếng ồn ở những vị trí nhạy cảm nhất chúng ta sẽ cảm nhận được một cách rất rõ rệt. Tuy nhiên thì đối với VinFast Vanille, một trong những mẫu xe trong phân khúc hạng A, nếu như so sánh với tham chiếu của những chiếc xe ở trong phân khúc hạng A hiện nay, chúng ta có Hyundai i10, có Kia Morning, có Toyota Vido, thì mẫu xe VinFast Vanille này tôi cảm nhận được rằng nó đang có một cái khả năng cách âm chống ồn tương đối là tốt hơn so với những mẫu xe trong phân khúc. Để chứng minh cho điều đó thì chúng tôi sẽ đo ở những giải vận tốc khác nhau từ 60 và 100 km/h đối với chiếc xe VinFast Vanille. Và có những con số để so sánh với những mẫu xe trong phân khúc A tại thị trường Việt Nam. Quay trở lại với khả năng vận hành của chiếc xe VinFast Vanille với một cái khối động cơ 1.4 lít. Nếu như so sánh với những chiếc xe ở trong phân khúc hạng B, chúng ta có thể so sánh với như là Hyundai Accent hay Toyota Vios, chúng tôi đã có dịp chia sẻ với các bạn rồi, cùng là một cái khối động cơ 1.4 lít để sản sinh ra một cái công suất lắp mã lực khoảng tầm gần 100 mã và mô men xoắn thì cũng tương đương. Ở trên giấy tờ thì nếu như nói về cái công suất mã lực về mô men xoắn thì mẫu xe VinFast Vanille
thực sự nó cũng không hề thua kém so với những mẫu xe trong phân khúc hạng B. Và thậm chí nếu như so sánh với tham chiếu của những mẫu xe trong phân khúc hạng A hiện nay, mẫu xe này đang có một cấu hình động cơ lớn hơn rất nhiều. Và các bạn có thể thấy, nếu như các bạn di chuyển với giảm vận tốc khoảng tầm đều ga 60-70, các bạn sẽ vẫn thấy cái trạng thái vận hành nó rất là lạnh lẽo. Hiện tại chúng tôi đang di chuyển ở trạng thái đó là hai người trên xe thì ở phần phía cốp đằng sau đã không tải. Tuy nhiên các bạn vẫn thấy là cái khả năng vận hành của mẫu xe này nó vẫn rất là nhanh và mượt. Nếu như chạy ở những giải vận tốc khoảng tầm 80-90-100, các bạn di chuyển, các bạn tăng tốc hụt hụt, các bạn thấy là mẫu xe này nó có một cái khả năng tăng tốc nó khá là nhanh và thanh thoát so với những mẫu xe có cái cấu hình động cơ thấp khoảng tầm 1.2 hay 1 chấm như các dòng xe Kia Morning hay là Hyundai i10. Và cái trạng thái động cơ ở những giải vận tốc trên, khi các bạn tăng tốc đột ngột thì các bạn sẽ nhận ra được rằng là nó vẫn giữ một cái trạng thái có cái độ rung thấp, độ ổn thì rất là thấp và cái độ trễ cũng rất là thấp. Nói về cái phần vô lăng của chiếc xe VinFast Vanil thì tôi cũng đã chia sẻ với các bạn là những mẫu xe trong phân khúc hạng A thì nó luôn luôn đem lại cho các bạn một cái phần vô lăng nó tương đối là nhẹ khi chúng ta di chuyển ở trong đô thị. Và một cái phần vô lăng nhẹ thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái khả năng linh hoạt hơn, xử lý nhanh nhẹn hơn khi đi qua những con ngõ ngách nhỏ hoặc là đi qua những cái cung đường có cái mật độ giao thông nó rất là ùn tắc ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở Hà Nội hiện nay. Đối với mẫu xe VinFast Vanil, khi chúng ta di chuyển ở những giải vận tốc cao ngoài đường trường, các bạn sẽ thấy rằng là mẫu xe này nó sẽ đem lại cho các bạn cái khả năng phản hồi tương tác mặt đường rõ nét hơn rất nhiều khi chúng ta di chuyển những giải vận tốc ở trong đô thị. Và đồng thời cái phần vô lăng này thì các bạn sẽ bắt đầu thấy là nó bắt đầu đã có những nét, các bạn có thể thấy là đấy, đánh lái như thế này thì toàn bộ phần thân của chiếc xe này nó đã nghe được đối ứng của chúng tôi. Đồng thời là cái phần vô lăng của chiếc xe VinFast Vanil bắt đầu nó có cái độ nặng và có cái độ kiểm soát khá là ấn tượng so với những mẫu xe trong phân khúc A hiện nay. Tôi nghĩ rằng đóng góp vào một cái khả năng vận hành tương đối là đầm chắc và đem lại cái khả năng vận hành của chiếc xe như này, nó không chỉ đến từ phần hệ thống treo chiếc xe VinFast Vanil mà nó còn đến từ hệ thống nền tảng cung cấp của mẫu xe VinFast Vanil này nữa. Các bạn cũng đã biết rằng là mẫu xe này nó được dựa trên nền tảng mẫu của chiếc xe OpenCar, một trong những chiếc xe đến từ châu Âu, và điều này thì nó giúp cho chúng ta có một nền tảng cung cấp rất là vững chắc. Đấy, các bạn đi giải vận tốc cao, các bạn chuyển làn đột ngột như thế này đó, các bạn vẫn thấy là chiếc xe này nó vẫn sử dụng cái khả năng của thân xe rất là cân bằng. Và như tôi đã chia sẻ với các bạn rằng là những xe trong phân khúc hạng A hay hạng B, đặc biệt là một xe VinFast Vanil ngày hôm nay chúng tôi về trải nghiệm lái thử thì nó sử dụng giảm hệ thống treo MacPherson ở phần phía đằng trước và giảm thành phẩm dẫn ở phần phía đằng sau. Khi di chuyển ở những giải vận tốc cao với trạng thái gần như là tải thì các bạn sẽ có một cái trạng thái nó khá là cân bằng và êm ái, và cái độ cứng vững của nó sẽ đem lại cho bạn một cái sự kiểm soát khá là tốt.